Đấu La Đại Lục phần 2 tập 147, tình hình cao cấp hồn sư đại tái, ẩn dấu thực lực. Cô gái kia có chút không phục rồi nói, nhưng hắn có đánh đến 7 trận đâu, rõ ràng chỉ là có 3 trận. Tiếu Hồng Trần nói, cũng vậy thôi, mua có thấy bộ pháp vừa rồi hắn sử dụng là gì hay không? Cô gái nghe hắn nói vậy liền ngẩn người, lắc đầu rồi nói. Lúc này quá bất ngờ, muội không kịp chú ý. Tiếu Hồng Trần khẽ than rồi nói, ngay cả huynh cũng là không thể nhìn rõ. Tuy hắn không thể tránh hết toàn bộ công kích, nhưng mà ngay khi hắn sử dụng bộ pháp đó, huynh chợt cảm thấy có một nguy cơ rất là lớn. Quan trọng hơn là ba trận đấu kia hắn sử dụng ra có 2 cái hồn ký, còn 2 hồn ký còn lại vẫn là chưa sử dụng. Từ đầu đến cuối có vẻ hắn chẳng làm gì, nhưng kết quả lại là chiến thắng, tầm ngầm mà đánh chết voi. Đây mới là cảnh giới cao nhất của chiến hồn sư hệ phòng ngự. 5 năm sau, hắn nhất định là sẽ là đối thủ mạnh nhất của chúng ta. Cô gái nghe thấy thế liền bĩu môi, dáng vẻ rõ ràng là còn cảm thấy không phục. Tiếu Hồng Trần thở dài rồi nói, sự lấy khắc đúng là sự lấy khắc, 2 trận đấu chắc là cũng là làm ta bị đả kích. Cô gái buộc miệng cười rồi nói, thôi đi huynh à, huynh mà bị đả kích, sự tự tin của huynh từ trước đến nay có bao giờ giảm bớt không? Bất kể đối thủ là ai, trong lòng huynh đều là nghĩ nhất định là phải thắng. Tiếu Hồng Trần cười to rồi nói, ừ thì muội đúng, hiện giờ đúng là huynh đang chiếm ý ngút trời đấy. Hơn nữa huynh rất là tò mò, không biết thực lực chân chính của cậu thiếu liên kiền là như thế nào. Cô gái hừ một tiếng rồi nói, người ta không thể thật sự là có 6 cái hồn hoàn 10 vạn năm hay sao? Tiếu Hồng Trần lại bật cười rồi nói, muội tin à? Cô gái thẻ lỡ rồi nói, dĩ nhiên là không. Từ tâm thạch bước về phía khu vực của học viện sửa lại khác, với vẻ mặt cực kỳ là đắc chí, mọi người cũng là vô cùng nhiệt tình chào đón hắn, trận thắng đầu tiên của lần thi đấu vòng loại. Từ học trưởng, không ngờ huynh lại lợi hại như vậy. Tiêu Tiêu cực kỳ là vui sướng nói, sau này trở về huynh dạy muội thế nào là phòng ngự đi. Tam sinh chấn hồn đình của muội mặc dù là vũ hồn hệ khống chế, nhưng bản thân nó vẫn là có tác dụng phòng ngự. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Học trưởng lúc nào cũng là vui lòng giúp đỡ muội. Từ Tâm Thạch vẻ mặt đắc ý lập tức đồng ý. Vương Ngôn đứng lên vỗ vỗ vai của Từ Tâm Thạch rồi nói, xong rồi, chúng ta về thôi. Học viên Sơn Lan Khắc lại một lần nữa ra về trong ánh mắt tò mò của mọi người. Vị hoàng đế ở trên đầu thành lúc này đã đứng lên, khẽ cười lẩm bẩm, hóa ra là nó, thằng bé này cũng là to gan thật. Lúc trước chấm không làm được, bây mà giờ nó dám chạy đến thi đấu ngay trước mặt chấm, có điều thật sự là đáng tiếc. Vị hoàng đế bệ hạ kia lẩm bẩm đến đây khi xoay người rời khỏi, không tiếp tục ở lại xem các trận đấu sau nữa. Sau khi rời khỏi quảng trường Tinh La, Vô Hạo đi đến bên cạnh Vương Ngôn hỏi nhỏ, Vương lão sư, sao không tiếp tục xem các trận thi đấu còn lại, ít nhất là cũng phải xem trận của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, bọn họ là đội thứ hai thi đấu mà. Vương Ngôn lắc đầu rồi nói, có xem cũng là không được gì, tất cả về phòng tu luyện còn hơn, quan sát đối thủ chỉ là cần một mình ta là được rồi, việc các ngươi cần làm chính là ổn định lại tinh thần. Hôm nay Từ Tâm Thạch làm tốt lắm, không những là chiến thắng còn giúp đội chúng ta không phải để lộ thực lực, chỉ cần trụ được mấy trận nữa là ba người nhóm tiểu đào đã là có thể tham gia thi đấu rồi, lúc đó cũng là sẽ đỡ vất vả hơn. Vua Hào nghe câu trả lời này trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, không hiểu tại sao hắn cứ cảm thấy Vương lão sư có gì đó không ổn, hình như là đang che giấu mọi người chuyện gì đó. Đây chắc là sự nhạy cảm đặc biệt của hồn sư hệ tinh thần. Sau khi về đến Tinh Hoàng Đại Tiểu Điểm, Vương Ngôn lập tức là bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi. Vũ Hạo và Vương Đông như vẫn là về phòng của Vũ Hạo như cũ. Cả hai vừa vào phòng, Vũ Hạo liền là nhíu mày, ánh mắt lóe ra ánh sáng màu ánh kim. Hắn đưa tay phải lên ý bảo Vương Đông đừng lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tinh thần lực tỏa ra khắp bốn phương, lát sau ánh sáng màu vàng kim trong mắt của Vũ Hạo cũng biến mất, quả nhiên là không bình thường. Vũ Hạo nhỏ giọng nói, Vương Đông tò mò hỏi, có chuyện gì vậy Vũ Hạo? Vũ Hạo trả lời, ngươi không phát hiện ra từ đầu đến giờ Vương lão sư không cho chúng ta đến xem các trận đấu của những đội khác hay sao? Vương Đông giật mình nói, đây chẳng phải là một chiến thuật rất tốt hay sao, vừa giúp chúng ta có thời gian tu luyện, vừa mang đến một cảm giác thần bí. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, không, không chỉ là đơn giản như vậy. Quan sát thi đấu thì có gì đâu, nhất là vòng thi đấu vòng tròn này, biết người biết ta càng dễ ứng phó hơn. Nhưng mà vừa kết thúc trận đấu, Vương lão sư lại gấp rút bảo chúng ta trở về đây. Nếu đúng như ngài báo để mang đến một cảm giác thần bí, thì tại sao chúng ta vừa về đến thì bị lão sư vội vàng bỏ đi? Vương Ngôn ngạc nhiên hỏi, ý của ngươi là ban nãy ngươi phát hiện ra Vương lão sư lại đi ra ngoài? Vũ Hạo gật đầu rồi nói, Vương lão sư còn nói ngài sẽ thay chúng ta đến xem các trận đấu, như thế là đủ rồi. Vậy thì ban nãy ngài cứ ở lại để chúng ta một mình trở về là được rồi, tại sao lại phải cùng về với chúng ta? Ngài đi rất gấp, ta còn cảm nhận được tâm trạng của lão sư không được ổn định. Ngài đưa chúng ta về là muốn chắc chắn chúng ta rời khỏi quảng trường Tinh La.
chắc chắn chúng ta không xem được các trận đấu. Cái này, Phương Đông nghe hắn nói thế dường như là cũng nghĩ ra cái gì đó. Danh sách đối thủ cùng tổ chúng ta không ai biết hết. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta thi đấu ở cuộc thi này. Cho dù biết được đối thủ là ai, cũng là không thể rõ được thực lực của bọn họ như thế nào. Vương lão sư giấu giếm đối thủ để làm gì, tất cả chỉ là có một lời giải thích là cả hai đều nhìn nhau đồng thanh nói, đối thủ của chúng ta rất là mạnh. Sau khi có được đáp án, cả hai lại là im lặng. Nếu đúng như vậy, những việc Vương lão sư làm đều là hoàn toàn đúng. Mục đích của ngài chỉ là không muốn bọn họ bị đả kích mất hết chiến ý. Muốn thông qua vòng thi đấu này, ít nhất là phải thắng được 5 trận mới là có cơ hội, 6 trận mới là lắm chắc. Mà Lăng Lạc Thần cần ít nhất là 2 trận, và Mã Tiểu Đào với đối thượng hành thì là nhiều hơn, ít nhất phải là 4 trận. Nếu đối thủ của bọn họ rất mạnh thì các trận kế tiếp sẽ là rất là khó khăn. Đi, chúng ta đi xem thứ. Vũ Hào kéo Phương Đồng bước ra ngoài. Phương Đồng vội vàng kéo hắn lại rồi nói, không được, bên ngoài quảng trường Tinh La đã là bị phong tỏa rồi. Nếu chúng ta thay quần áo khác thì là không thể vào được, còn nếu không thay thì là không ổn, vất vả lắm mới tạo được cảm giác thần bí cho mọi người. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, ta không định đến quảng trường Tinh La, ngồi đi theo ta. Vừa nói hắn vừa kéo Vương Đông ra khỏi phòng. Hắn nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai liền là lập tức kéo Vương Đông đến cửa sổ cuối hành lang. Vũ Hạo mở cửa sổ ra, chỉ về phía ngoài rồi nói, ngươi bay lên kéo ta lên mái nhà đi. Hai mắt của Vương Đông sáng lên, hắn lập tức hiểu được ý của Vũ Hạo. Xa quá, Vũ Hạo nói. Tinh Hoàng Đại Tiểu Điếm ở ngay cạnh quảng trường Đinh La, độ cao có vẻ là vừa đủ. Tuy khoảng cách là khá xa, nhưng mà người đừng quên vũ hồn của ta là gì. Thử một chút xem, chắc là không quá khó đâu. Được rồi, Phương Đông lập tức là đồng ý, thân hình nhỏ bé chui ra ngoài cửa sổ. Sau đó hai cánh vũ hồn quang minh lữ thần điệp xuất hiện ra, cả người hắn lơ lửng giữa không trung. Vũ Hạo đi sát theo Phương Đông, tiếp đó cũng là nhảy ra khỏi cửa sổ, không hề cách xá mà ôm chầm lấy Phương Đông. Này này, người gấp cái gì thế, nặng muốn chết. Phương Đông bị Vũ Hạo bất ngờ ôm lấy vô cùng là hoảng hốt. Hơn nữa Vũ Hạo lại là khá lặng, lên mất một lúc hắn mới giữ được thăng bằng. Vũ Hạo tức giận rồi nói, nói thừa, không ôm nhanh ta đã ngã xuống dưới thì sao? Có điều ngươi là con trai sao thân hình lại mềm mại như vậy, y hệt như là con gái vậy đó. Vương Đông giận dữ rồi nói, ngươi nói xàm cái gì đó, có tin ta lém ngươi xuống dưới hay không? Vũ Hạo cười to rồi nói, bay nhanh đi. Vương Đông đập đập hai cánh, sau đó là mang cả hai bay lên trên cao. Bọn họ vốn là đã ở tầng cao nhất, nên khoảng cách đến mái nhà không xa cho lắm. Nhưng khi đến đây bọn họ đã là lại bị dọa cho hoảng hồn. Thái đầu, cái đồ chơi này dùng không tốt cho lắm, xem chả rõ gì cả. Bối bối đang cầm một chút thứ gì đó nhìn về phía quảng trường Tinh La ở xa xa. Bên cạnh hắn là Từ Tam Thạch, Giang Lam Lam, Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, không thiếu một ai. Mọi người, khi mà Vương Đông và Vũ Hạo lên đến mái nhà, Lý Lân giật mình trông thấy mọi người đều đang có mặt ở đây rồi. Bối bối buông vọng viễn hồn đạo khí xa rồi nói, Vương lão sư nghiên cứu về vô hồn rất là giỏi, nhưng về mặt che giấu cảm xúc thì là hơi kém một chút. Vương Đông bất mãn nói, về sao mọi người không gọi bọn đệ? Bối bối nói, bạn đệ rõ ràng là tiểu sư đệ cũng là đã nhận ra rồi. Các đệ nhớ kỹ, sau này dù chuyện gì cũng là không đồng để lộ ra cảm xúc xa mặt. Nếu không, đệ nghĩ là gì sẽ là bị người khác đoán được hết. Vương Đông bực bội rồi nói, vậy là chỉ có mình đệ là u mê không biết thôi sao? Tiêu Tiêu yếu ớt sơ tay liền rồi nói, còn mình nữa, là đại sư huynh bảo có kịch hay để xem rồi dẫn mình lên đấy, có thể trở thành một thành viên của sườn anh khác thất quái. Người nào không phải là tình anh, không chỉ có Vũ Hạo nhận ra Vương Ngôn có vấn đề mà là cả bối bối, Từ Tâm Thạch và Hòa Thái Đầu đều là đã phát hiện ra. Giang Lam Lam và Tiêu Tiêu là do bọn người gọi theo. Lam Lam, cho ta xem với, được không? Từ Tâm Thành đi đến bên cạnh Giang Lam Lam kẽ nói với giọng lịnh nọt, còn đâu dáng vẻ mạnh mẽ đại sát tam phương bàn ấy nữa. Hòa Thái Đầu có hai cái võng viễn hồn đạo khí, một cái cho bối bối, còn cái còn lại cho Từ Tâm Thạch. Từ Tâm Thành vừa nhận lấy lập tức là được cho Giang Lam Lam. Giang Lam Lam không thèm để ý đến hắn, chỉ khẽ nói một câu, trận đấu bắt đầu rồi. Từ Tinh Hoàng Đại Tiểu Điếm đến quảng trường Tinh La cũng là khoảng vài cây số, cho nên mặc dù đứng trên mái nhà, nhưng mà nếu bằng mắt thường chỉ là thấy quảng trường ở xa xa là một vùng bé bé mà thôi. Muốn xem rõ mọi diễn biến ở đó thật không phải là chuyện dễ dàng, cho dù có vọng viễn hồn đạo khí của Hòa Thế Đầu trợ giúp cũng là rất khó. Vũ Hạ nói, đại sư huynh, cho đệ mượn vọng viễn hồn đạo khí thể xem thứ. Bối bối đưa vật bằng sắt trong tay của mình đưa cho Vũ Hạo. Vũ Hạo nhận lấy vọng viễn hồn đạo khí, bên trong nó có một thấu kính làm bằng tinh thạch, có tác dụng là phóng to những vật ở phía xa. Chỉ cần rót chút hồn lực vào là có thể sử dụng. Đây chỉ là một hồn đạo khí có tác dụng phụ trợ rất là bình thường, cho nên hiếm hồn sư nào nhọc công chế tạo ra nó.
Hai cái vọng viễn hồn đạo khí của Hòa Thạch Đầu cũng chỉ là hồn đạo khí cấp 1 mà thôi, dĩ nhiên khả năng nhìn xa không tốt cho lắm rồi. Nhưng mà Vũ Hạo hơn người khác một điểm, chính là thị lực của hắn rất là cao, vũ hồn của hắn ở đôi mắt, hơn nữa là còn thường xuyên tu luyện từ cực mà đồng. Bối bối nhờ từ cực mà đồng còn có thể quan sát tình huống ở quảng trường thì là Vũ Hạo lại càng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Nếu không có vọng viễn hồn đạo khí thì khoảng cách mấy cây số này hắn chỉ là phải tiêu hao thêm một tí hồn lực mà thôi. Vũ Hạo vừa quan sát diễn biến trên sàn đấu, vừa phóng thích tinh thần lực của mình ra bên ngoài. Tinh thần cộng hưởng không phải là chỉ khi nào hắn sử dụng tinh thần tham chắc mới sử dụng được. Ví dụ như bây giờ, Vũ Hạo thông qua vọng viễn hồn đạo khí nhìn về phía quảng trường thì hắn cũng là có thể chia sẻ những gì mình thấy được với các bạn của mình. Bốn kỹ năng của Thiên Mộng Băng Tam Choán thoạt nhìn đều là không mạnh lắm nhưng cái nào cũng là hữu dụng cả. Sáu người bên cạnh chỉ cần nhắm mắt lại cũng là sẽ thấy được những gì Vũ Hạo đang thấy. Lúc này ở bên phía quảng trường Tinh La, trên sàn đấu bọn họ vừa rời đi, bạn nãy đã là bắt đầu một trận đấu khác, đúng là một đấu một. Sau khi nhìn rõ tình huống trên sàn đấu, Vũ Hạo không khỏi rùng mình một cái, mà những người khác thông qua tinh thần cộng hưởng cũng là rung động không kém. Bầu không khí ở đây nhất thời có chút căng thẳng, bởi vì hai người đang thi đấu ở trên sàn đấu kia, trên người đều là 5 cái hồn hoàn, lần lượt 3 vàng 2 tím, tuy đây không phải là tỷ lệ hoàn mỹ. Và cả hai không người nào có hồn hoàn vạn năm, nhưng hai chữ hồn vương như là hai ngọn núi đập thẳng vào lòng của 7 người ở đây. Hồn vương, đội thi đấu sau bọn họ đều đã xuất hiện ra hồn vương. Hai gã hồn vương này, tất cả bọn họ đều là hồn sư và không có sử dụng bất cứ hồn đạo khí nào. Trận đấu của bọn họ hết sức là gay cấn, thỉnh thoảng có những luồng sáng lóe ra từ đấy, bởi vì khoảng cách quá xa, dù thực lực của Vũ Hạo tốt đến mức nào cũng là không thể thấy rõ được từng chi tiết. Hơn nữa, xung quanh lại là đầy ánh sáng hồn lực, dao động mãnh liệt không kém, nên lại là càng cản trở hắn quan sát tình huống cụ thể. Bối bối có chút khó khăn rồi nói, xem ra Vương lão sư làm thế là đúng, ngài không muốn lòng tin của chúng ta bị đả kích. Từ Tam Thạch hừ một tiếng rồi nói, hồn vương thì sao, bối bối, người sợ hay sao? Giang Lam Lam bình thường ít nói, sau khi có tinh thần cộng hưởng của Vũ Hạo trợ giúp đã là buông vọng viễn hồn đạo khí xuống làng nói. Trong trường hợp một đối một xuất hiện ra hồn vương cũng là bình thường, nhưng mà học viện có thể vượt qua vòng đấu loại thì làm sao có người yếu được. Có lẽ học viện Vân La, đối thủ của chúng ta hôm nay là có thực lực thấp nhất. Hai học viện trước mắt tuy là có cường giả hồn vương, nhưng rất có thể bọn họ muốn vị hồn vương này đánh thắng được nhiều đối thủ hoặc là cố gắng tiêu hao thực lực của đối thủ mà thôi. Bố bối lập tức nói, nói thì nói vậy, nhưng mà một đội có hồn vương trấn thủ có ý nghĩa là gì, các người có không nghĩ ra hay sao? Vũ Hạo theo bản năng đáp. Có nghĩa là các thành viên còn lại rất là có thể đều là hồn tông. Bố bối gật đầu nói tiếp, tiểu sư đệ nói không sai, e là các trận kế tiếp chúng ta sẽ là khó tránh khỏi những trận chiến ác liệt. Thực lực thật sự của chúng ta có lẽ là sẽ phải bộc lộ ra hết. Hồn vương dẫn đối, các thành viên còn lại đều là hồn tông, tổng thực lực của bọn họ đã là vượt xa chúng ta rất nhiều. Mọi người phải chuẩn bị cho tốt, đối thủ các trận kế tiếp của chúng ta sẽ là gồng yếu, nên nếu có muốn thắng vẫn là cần một chút may mắn. Các trận kế tiếp sẽ là rất sàn lán, hẳn là Vương lão sư đã gạt chúng ta, số người 20 tuổi đã được hồn vương không phải là ít. Từ Tâm Thành nhún vai rồi nói, cái đó chả quan trọng, bên chúng ta cũng có hồn vương mà, Lăng Học Tỷ và hồn là hồn vương hệ khống chế, đợi đến khi tỷ ấy có thể ra thi đấu thì chúng ta không có vấn đề gì nữa. Bối bối chừng mắt nhìn hắn rồi nói,